Chào anh, em là nhân viên của FPT Shop. Anh có hồ sơ cho góp đã được duyệt. Mời anh mang giấy tờ đầy đủ đến FPT Shop để nhận máy ạ. Ủa gì lẹ vậy ba? Dạ. Chương trình thuộc cụ đổi mới dành cho iPhone 12 được trợ giá lên đến 3 triệu đồng và vẫn được mua trả góp 0% lãi suất.